Sân á, dạ. Thầy thấy nhớ con. Ông kể thì ông rất là xúc động như thế nha. Tiến xin mến chào cả nhà thân thương. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với tập video tiếp theo của Tiến Nguyễn TV. Tiến xin chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Hiện tại thì Tiến đang có mặt ở trên một khu rừng thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay cái hoàn cảnh mà Tiến muốn chia sẻ cho cả nhà mình cũng rất là đáng thương cả nhà mình. Có hai ông cụ bà sống trong một cái căn chòi rách nát và nuôi hai đứa cháu nhỏ cả nhà mình. Thì Tiến không hiểu vì sao ba mẹ của bé không có mà để bé cho hai ông cụ bà nuôi á cả nhà. Để hiểu rõ thêm cái câu chuyện thì Tiến xin mời cả nhà đồng hành cùng Tiến trong tập video này để vào tìm hiểu cái hoàn cảnh và xem thử mình giúp được cái gì thì mình giúp cho họ nha cả nhà mình nha. Bây giờ là Tiến đang đi xuống một cái con suối, băng qua con suối để tới cái hoàn cảnh của ông cụ bà này. Tại vì cái hoàn cảnh này á là anh Văn chia sẻ với Tiến, nhưng mà hôm nay anh Văn có công việc á nên Tiến đi một mình thôi, xíu nữa anh Văn mới ghé lại cả nhà mình. Bây giờ cũng đã trưa lắm rồi. Đây cả nhà, thấy nước suối trong không? Ở trên thì có mấy bé đang tắm kìa. Rất là đông vui luôn. Nước suối rất là trong. Giờ mình băng qua cái suối này cả nhà. Mình bước cẩn thận, không cẩn thận là nó trượt xuống á. Rất là nguy hiểm. Rồi. Ở đây là gần suối, đa phần là toàn đá không cả nhà mình. Mấy bé tắm mình chịu rất là vui luôn. Ở đây là có một cái bụi rậm tre không cả nhà. Tại vì mùa khô á nên tre cũng khô, không có được tươi. Phía trước màn ảnh nhỏ đây là một cái cánh đồng bắp của người đồng bào họ trồng trọt. Giờ thì Tiến đã tới cái căn chòi của hai ông bà đang sinh sống rồi cả nhà mình. Wow, ở đây có một vườn điều này cả nhà. Rất là mát luôn. Tiến có thấy người ta trồng điều, rồi mí và mít. Đây là cái căn chòi của hai ông cụ bà sống chung với hai đứa cháu nhỏ ở trong cái căn chòi rách nát như thế này. Dạ, con chào bà. Bà đang làm gì đó? Con bà ngồi đây này. Dạ, bà ngồi bà tập chó học hả? Dạ, bà cho con làm quen nha. Dạ, rồi để con gắn cái này vào để nói chuyện cho nó rõ nha bà nha. Giờ này là mình ngồi mình tập mà hai đứa nhỏ học hả bà? Dạ. Bà cho con hỏi là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay hả? Dạ. Con bà năm nay là 67 tuổi rồi. 67 hả? Dạ. Bà tên gì? Tên Khóa. Tên gì bà? Mơ Khóa. Mơ Khóa. Bên dạ. An Khóa. Dạ. Trời ơi. Hai đứa nhỏ cả nhà. Dễ thương ghê không? Bà với lại ông á sống ở trong cái căn chòi này ở khu vực nơi đây khoảng bao lâu rồi bà? 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Bà không có nhà hả? Nhà mà nhà ở trên kia là để cho con gái có chồng một đứa để nó ở nhà kia nên giữ nhà.
Dạ. ở nhà kia cũng rách hết mà mưa vậy mà nó dột nát hết này. Dạ là nhà nhà nước cho hả bà? Nhà nước mình xây chứ mà vậy mà cái tôn xét ăn mà tới ông mưa vậy mà lấy cái thau hướng chỗ nào cũng hướng 3-4 cái hết rồi. Dạ. Vậy đó. Nhà nước xây nhưng mà lâu quá rồi Lâu nó cũng quá. mục nát hả bà ha? Rồi phải nhường lại cho con có chồng có vợ này kia thì về đó họ ở. Dạ. Làm mà có tiền thì họ tu bổ lại thôi ha. Tụ bộ đâu có được nữa, phải cái đó là Xây mới lại luôn hả bà? nên nói ra cho cái tôn nó xét ăn hết rồi. Dạ thì làm để dành tiền mua tôn lại. Bởi vậy đó. Dạ. Đâu có nổi gì già mình đâu có làm gì được nữa con à. Dạ. Trời ơi, bà đeo cái vòng mà sợi dây chuyền ở trên cổ đẹp cho ta. Ông thì đang ngồi bên kia cả nhà. Như hàng ngày bà cho con hỏi là ông với bà làm cái gì để có tiền ăn, Không có tiền mua gạo. làm cái gì đâu có làm nông bậy bạ, không có nổi già rồi thấy không, quốc cỏ ở đây bậy bạ à. Dạ, cút cỏ vậy bà hả? Không có làm gì được đâu, già quá rồi làm gì Dạ. được. Mà nuôi đứa cháu, hai đứa cháu này mẹ nó đi vậy mà nuôi nó là 7 tháng tới bây giờ đây, bé 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 nhỏ đây nè. Dạ. 7 tháng mình nuôi vậy, nuôi nó khổ quá, thấy nuôi vậy mà chừng nào cái đi lượm phân này đi lượm gì cho nó ăn hàng ngày vậy thôi con à, khổ Dạ. vậy á. Trời ơi, sao cái lý do vì sao mà mẹ hai bé đẻ hai bé ra rồi bỏ cho ông với bà nuôi vậy bà? Nó đi làm ở bên kia, nó đi làm mà không biết sao nữa, mình không biết đâu, nó vậy mà Dạ. chồng nó cũng bỏ nó đi làm vậy, mình đâu có biết gì đâu có. À là ưng nhau cho vui vậy thôi rồi có con rồi ai cũng bỏ hết luôn. Trời Mình nuôi ơi. khổ vậy, hai đứa bé đây nè khổ vậy. Là bỏ tới 7 tháng bỏ để bà nuôi luôn. Dạ. Rồi mình không còn bà con gì ở xung quanh đây nữa hả bà? Chỉ có hai vợ chồng ông bà thôi hả? Ở đây này. Dạ. Trời ơi, ông với bà năm nay cũng rất là lớn tuổi rồi cả nhà. Như tiền ăn tiền học của hai bé á thì ông với bà lấy đâu ra mà nuôi cho hai bé để chăm lo cho hai bé có đầy đủ không? Thiếu lên thiếu xuống, bán gà cũng hết gà, bán gì cũng hết gì, thấy không? À nuôi gà là bán gà để lo cho cháu luôn. Bán Dạ. cho nuôi cho cháu mấy đứa gà mấy 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 con gà vậy mà bán bao nhiêu, có một một cái 90 ngàn 80 ngàn đâu đâu có đủ đâu có nuôi đứa đứa bé, có Dạ. rảnh rảnh vậy mà cứ mình đi lục phân cho nó, phân bên này có 20 ngàn 15 ngàn một bao đâu có đủ ăn đó con Dạ, bà thì đi lượm phân bò, còn à. ông thì đi làm cái gì? Ở nhà cuốc cỏ đây này, cuốc cỏ không kìa, Dạ, cứu cỏ thê cho người ta. ở trong rẫy đây, cuốc cỏ trong rẫy mình đây này cho nó dọn sạch sẽ không mà con à, có làm gì đâu, già đâu có làm gì được nữa. Dạ. Bé cũng mẹ của bé thì cũng bỏ đi từ lúc 7 tháng tuổi không liên lạc, không quay về lại luôn. Không có về nữa, nó đi làm ở đâu đâu mình đâu có biết. Dạ. Trời ơi. Sinh hai bé ra rồi bỏ cho ông bà nuôi này cả nhà. Rất là thương luôn. Sao nhìn chú lạ quá hả? Tội lắm cả nhà. Trưa nay là gia đình của mình ăn cái gì vậy bà? Ăn có muối, ăn muối có mắm, ăn mắm mà giờ đâu có gì, đâu có gì đâu có ăn Dạ, không có khổ. gì ăn luôn. Trời ơi. Rồi hai bé ăn chưa bà? Chưa ăn học mới về đây nè, quậy Dạ. nó trở về đây nè, Như là hai bé kêu bà bằng 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 nội. quậy quậy Ủa? quậy. Bằng ngoại hả? Dạ. Tại tại giờ con gái con của mình Sao con nghe người đồng bào á họ khác người Kinh mà bà? không có đâu, người người kia người khác thì mình vậy đó. Dạ là vẫn theo người Kinh luôn. Dạ bên Mỹ là kêu bằng ngoại. Dạ. Mẹ mình nuôi á, mẹ mình sinh ra là con của mình là kêu là kêu bình bà ngoại. Dạ. Đâu có phải bà nội đâu, có bà nội là chồng con đó, là kêu là bà nội đó là chồng vậy mà có mẹ chồng là kêu bà nội, Dạ. con của mình như này là cháu ngoại, là con mình sinh ra là kêu cháu cháu ngoại vậy đó con à. Dạ. Tiến có thăm hỏi nhiều hoàn cảnh của người đồng bào đất đây á cả nhà, thì có nhiều người họ kêu là ở bên mẹ, ở bên vợ là kêu bằng bà nội.
họ đổi ngược lại ở bên người kinh của mình cả nhà, còn ở bên chồng thì lại kêu bằng ngoại. Ở đây không có dạy, không kêu cô, kêu theo theo con không à, không có kêu ai đâu đó. Dạ. Trời ơi, giờ này là hơn 12 giờ trưa rồi mà không có gì ăn luôn. Nấu cơm để cái son kia còn kia. Dạ. Mà mình ở đây á, con thấy là ở sát bên cạnh á, là có một cái nguồn suối á, cũng rất là đỡ hả bà ha. Mình sử dụng cái nguồn nước suối đó hết luôn hả bà. Ở người ta trên kia nhiều chứ, suối xuống này mình ở đây mà. Dạ. Ý con hỏi là gia đình của bà á, là sử dụng nước suối tắm rửa ăn uống này kia là sử dụng nước suối đó luôn. Ở nước suối đây này Dạ, nước suối này sạch quá bà ha. cũng sạch. Dạ. Ở mình đau đau hố chứ, tháng tháng nắng này sợ nước nó ấy không được đâu, mình phải đào mình hố cho mình múc ra nó uống vậy á. Dạ. Trời ơi. Bây giờ bà cho con xin phép là con đi một vòng trong cái căn chòi của ông với bà nha. Dạ. Thì bây giờ Tiến sẽ đi một vòng tham quan cái căn chòi của ông với bà để cho cả nhà mình hiểu rõ cái hoàn cảnh của người đồng bào ở sống ở trong cái vùng núi sâu xa như thế nào nha. Ở đây là có những cái miếng tôn nè, xét hết rồi cả nhà. Tại vì khi mà làm tôn á mà những cái lá cây nó rơi xuống rồi nó sẽ rỉ sét á cả nhà mình. Đen hết rồi. Những cái cây này là ông mang về ông chống để cho nó đỡ cái mái thôi cả nhà. Để tiến vào bên trong cho cả nhà xem nha. Ở bên trong là có một cái sàn để tối mấy ông bà cháu ngủ ở đây. Đồ đạc dầu ăn mắm muối thì tiến có thấy để ở ngoài đây, để trên đây cả nhà. Có một cái đèn năng lượng thôi mà nó bị cũ hết rồi. Bên trong thì chỉ có nhiêu đó thôi cả nhà. Tí sẽ đi ra ngoài cho cả nhà mình cùng xem nha. Cuộc sống của người đồng bào á, ở trên núi khi mà họ dựng nhà á, thì họ không có tiền mà họ mua những cái tấm tôn hay là những cái tấm bạt mới để dựng lên cho nó khang trang hơn, cho nó đẹp và sạch sẽ hơn cả nhà. Họ có làm sao thì họ chấp vá họ làm vậy thôi. Bạt này là mình sử dụng á, khoảng cao lắm là 2 tới 3 tháng là nó sẽ mục nát như thế này cả nhà mình. Đa số là những tấm bạt màu xanh với lại màu cam thôi. Rách hết rồi. Đây cả nhà mình. Tiếng không biết là khi mà trời mưa gió rồi những cái đợt bão mà tới trong năm á thì gia đình của bà sống như thế nào nữa. Xung quanh căn chòi thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi cả nhà mình. Bây giờ Tiến sẽ qua Tiến hỏi thăm sức khỏe của ông nha. Con chào ông. Đang nghỉ trưa hả ông? Dạ, ông cho con làm quen nha. Rồi, cái này là để ông cháu mình nói chuyện cho rõ. Ông cho con hỏi là ông tên gì? Tên Hada. Hada. Dạ, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 66 tuổi. 66 tuổi rồi. Dạ. Cũng lớn tuổi rồi ông ha. Dạ. Sống ở trong căn chòi này khi mà mưa gió ông thì gia đình của ông sống như thế nào? Có chỗ mà che mưa rồi này kia không, hay là mưa vẫn dột mình vẫn ở trong cái căn chòi đó? Mưa vẫn dột cũng vẫn ở trong chòi đó. Dạ. Lỡ may gió rồi bão táp phong ba rồi nó bay cái nhà luôn sao? Bay cũng ở trong nhà luôn, Bay là mình bay theo luôn bay theo hả? luôn, thì chỗ nào chạy nữa. Dạ. Trời ơi, con nghe bà có tâm sự với con rồi thì mẹ bé đi bỏ hai bé như vậy thì cuộc sống của ông bà con thấy cũng rất là khó khăn. Con không hiểu tại sao bây giờ có thêm hai bé nữa thì cái cuộc sống của ông bà khổ như thế nào nữa. Như mình làm cái công việc gì để mình chăm lo cho hai bé đi học phải không? Thì việc đó thì hai bé này như như bà ngoại nói hồi nãy Dạ. á, thì hai đứa cháu này thì sinh ra đầu tiên, Dạ.
thì coi như là bên bên nội, nói là bên nội bên đó chỉ có hỗ trợ trong lúc mà sinh đẻ đầu tiên. Dạ. Rồi đến từ đó đến bây giờ thì hai vợ chồng làm không có ra gì hết. Rồi trong thời gian gì 2 năm nay thì ông chồng về lại bên quê của ông của ông ba đó Dạ. ở bên Quảng Bình. Dạ. Thì ở từ đó tới bây giờ gần 2 năm nay không về bên này nữa, Không về bên này cũng không thăm con nữa luôn. không thăm con nữa, Bỏ luôn. giống như bỏ luôn. Dạ. Ngày Tết nhất là không có nói chuyện cái gì hết. Dạ. Còn con của ông á, thì cũng bỏ 2 đứa nhỏ luôn. Đi Con luôn. thì đi ở Lâm Đồng quá xa, thì coi Dạ. như là con này nếu mà nói đúng ra thì trước đây thì con nhất là con thứ hai á, bé, bé 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 cháu thứ hai á, Dạ. thì lúc đó 7 tháng thì coi như là mẹ đi làm Sài Gòn, Dạ. khoảng 15 ngày thì nhớ thấy con cháu người ta chơi ở ngoài sân á, Dạ. thì thấy nhớ con. Ông kể thì ông rất là xúc động luôn cả nhà. Như Tiến cũng đã ghi hình cái hoàn cảnh của ông với bà và muốn để cho cả nhà cùng lắng nghe những cái lời nói và những lời tâm sự của ông với bà, thì khi mà con tới đây con dựa theo cái lời nói của ông với bà thì con biết ông bà rất là buồn khi mà con cái mình như vậy. Ông cho con hỏi thêm là ông có bao nhiêu người con? Ba người con. Dạ, 3 người con. 3 người con, nhưng mà chị mà bỏ 2 bé thì chị đó là người con thứ mấy? Cho người con thứ nhất. Dạ. Còn 2 người con kia đâu? 2 người con kia ở dưới làng đúng không? Hai con mà kế tiếp, con gái mà kế tiếp á, thì lấy chồng rồi, Dạ. tách ở riêng, tức là tách hộ khẩu ở riêng. Dạ. Còn đứa trai á thì năm nay cũng lớn tuổi rồi mà chưa có vợ, bây giờ mới đi làm cách đây 1 tuần, cũng đi theo bạn bè đi làm ở Sài Gòn. Chỉ có Dạ. Là con không có chu cấp gì cho ông với bà luôn. Dạ. Giờ ông với bà con thấy cũng rất là lớn tuổi và nhìn 2 bé cũng rất là thương. Thì khi mà ông với bà lớn tuổi không có làm được cái gì ra tiền nữa, rồi cái số tiền nào chu cấp để cho lo cho 2 bé ăn uống rồi đi học đi hành? Hai cháu này thì lâu lâu thì mẹ gửi bên đó mấy trăm ngàn để nuôi, không Dạ. đủ bây giờ phải lấy tiền của ông ngoại bà ngoại, như như bà ngoại kể nãy Dạ. á, khi có gà bán gà rồi có cái gì đó cũng nuôi, Dạ. như như, nói trong trong năm nay á thì bên nhà nước để coi như nhà nước đóng cái bảo hiểm xã hội á, Dạ. thì để cho con có học sau này, thì đóng bảo hiểm xã hội thì một một ít á, thì bên bên mẹ nó lo, mà bây giờ nói bên ba nó là coi như cũng không lo cái gì hết rồi, Bên ba là coi như bỏ không luôn. mà bỏ không luôn. Dạ. Còn mẹ mẹ 2 bé thì lâu Mẹ lâu đi làm lâu về gửi lâu mấy trăm ngàn thôi. có mấy trăm ngàn thôi cũng đủ, bị bây giờ buộc phải ông ngoại bà ngoại phải Dạ. bán gà nuôi. Ông ngoại bà ngoại có nuôi gà cả nhà, là ông với bà có nuôi gà thì bây giờ mẹ của bé không lo, ba thì bỏ đi rồi. Ông với bà cũng đã lớn tuổi làm không ra tiền cả nhà, thì không ra tiền là giống như là một con người mà đi tới bước đường cùng mà phải bán gà, bán này bán kia. Nhưng với bà là bán tất cả các số gà mà hiện tại đang nuôi để nuôi lại cho 2 bé. 2 bé có cái ăn, cái uống và đi học, đi hành cả nhà. Cũng rất là thương luôn. Lâu lâu là 2 bé có nhắc tới ba, tới mẹ rồi không? Nhắc không nhắc tới ba, nhắc tới mẹ thôi. Dạ. Nhắc tới mẹ thôi, không nhắc tới ba. Nó có đòi mẹ hay là có khóc này kia không? Không, tôi nuôi từ lúc nhỏ, ông ngoại bà ngoại này nuôi lúc nhỏ cũng khóc có gì hết.
Dạ. Dù lâu lâu mẹ về thì không 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 gặp mãi luôn, không muốn gặp mãi luôn Dạ. sao đó. Là bây giờ chỉ biết tới ông bà ngoại thôi cả nha. Kiểu như con nít á, mình phải gần gũi nó thì nó mới cảm nhận được cái tình yêu thương và nó mến mình lại cả nhà. Còn bây giờ là chị á, là chị bỏ bé từ lúc 7 tháng đúng không? Dạ, bỏ từ lúc 7 tháng thì Tiến nghĩ là bé không có nhớ tới mẹ đâu cả nhà, và cũng không có một cái cảm giác mà khi nhìn thấy mẹ và gần mẹ á, cũng rất là thương hai bé. Người ta thì có cha có mẹ đều đặn, có cha có mẹ đầy đủ, còn hai bé thì không có cha có mẹ luôn cả nhà, chỉ có một cái tình yêu thương của ông bà ngoại thôi, rất là thương. Hai bé đi học này kia ông, là mình đóng tiền năm để đi học hay là mình đóng tiền tháng? Đóng tiền năm. Dạ, một năm là bao nhiêu tiền ông? Đối với lớp mẫu giáo thì 1,2 triệu, Lớp mẫu lớp giáo ở mẫu trên giáo đồng bào này 1,2 triệu. 1,2 triệu, Dạ, là còn một năm. 1 năm. Dạ. Còn bên lớp lớp một thì chỉ có 300, Dạ. mà phải buộc phải đóng bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế là mình đóng một lần. Đóng một Một lần, lần bao nhiêu ông? là 271.000 Dạ. trong 1 năm á. Thì như ông vừa nói cả nhà là các bé tiểu học một năm thì chỉ có 300.000 đồng thôi, thì cũng khá là dễ dàng cho người đồng bào trong vòng một năm đó họ kiếm tiền, họ xoay sở tới khi mà đóng tiền học cho các bé thôi cả nhà. Như con tưởng là một tháng mà 1,000,000 vậy là mọi người đồng bào mình làm gì cho con đi học đúng không? Dạ, một tháng mà 1,000,000 vậy người ta cho con mình dốt hết luôn á hả? Thì nhiều nhiều người cho ở nhà luôn ấy. Dạ. Trưa nay là ông với bà chưa ăn, ông với bà với các bé chưa ăn luôn. Chưa ăn. Nãy hai bé vừa ăn xong rồi cả nha, bây giờ tới ông với bà. Trời ơi, bây giờ là đã gần 2 giờ chiều rồi Ăn mà chưa? cả gia đình giờ này chuẩn bị ăn cơm thôi. Bé nhỏ kìa. Khi nãy ông với bà cũng rất là xúc động khi mà chia sẻ được cái câu chuyện của gia đình. Hai bé thì bị mẹ bỏ rơi, cha thì cũng không nhận cả nha. Ăn xì dầu vậy thôi hả ông với bà? Dạ. Đây cả nhà mình chỉ ăn xì dầu như đó thôi. Để cho con gắn cái này vào xíu nha. Rồi. Mình không có đồ ăn mấy ngày rồi. Có tuần này có đồ ăn, 2 tuần này rồi có ăn xì dầu là xong rồi. Ăn xì dầu nước mắm, có nước mắm ăn mắm, không có giá muối ớt ăn. Dạ. Ăn xì dầu là khoảng 1 tuần rồi cả nhà Ở nhà mình ít mình. Mình ở trên đây mình không có hái lá đu đủ rồi ăn luôn hả ông với bà? có đủ lâu lâu lục thì đủ, có ăn đủ này, nước mắm giả nước mắm. Hình ảnh ông với bà đang ăn cơm rồi cả nhà, ăn cơm với xì dầu thôi. Khi nãy thì hai bé cũng vậy, hai bé cũng để bà chan xì dầu để ăn. Rất là thương luôn, mẹ bỏ đi từ lúc còn 7 tháng. Mình ăn xì dầu này là khoảng bao nhiêu lâu rồi bà? Ăn cũng 2 tuần nay ăn ăn xì dầu, có gì Dạ. mình rảnh mình hái xì đủ đó, mình nấu, bắt đầu mình bỏ gạo vô mình ăn vậy á. Dạ. Ăn bỏ muối bỏ mắm, bỏ muối bột ngọt ăn thấy thôi chứ. Dạ. Ở trên đây là mình rất cần muối và là bột ngọt đúng không Bột ngọt muối giờ ngon vậy mà mình nấu canh nó bỏ vô ăn, bà? Dạ. bỏ gạo vô ăn. Trời ơi. Hiện tại bây giờ trong căn chòi của mình á, là còn bao nhiêu gạo? Hết gạo rồi. Hết gạo rồi. Dạ. Lỡ may khi mà hết gạo luôn á thì mình lấy đâu ra mà mình ăn nữa? Mình đi lãnh. Đi lãnh hả bà? Lãnh ở đâu? Quán, nhà quán á. À, là mình mượn hả bà? Dạ. Mình mượn có thì mình trả. Có mình trả đi, mình lượm phân có mình trả. Dạ. Trời ơi, ăn chỉ xì dầu đó thôi cả nhà, nuốt sao mà nổi vậy bà? Ăn cho qua đời. Dạ. Ăn nuốt vậy. Khi nãy con vào trong cái căn chòi á thì con thấy là
Mình không có mền mùng gì hết. không có gì đâu, con mình mùng Rồi có tối gia đình mình cũng ngủ ở đó luôn hả bà? ngồi đó luôn. Rồi mùa gió này kia mấy bé lạnh chịu sao mà nổi, sao mà có mùng mền mà đắp. Ôm lại nó. Ôm lại thôi hả? Ôm lại ông ngoại, người 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 lớn này ông ngoại ôm lại, còn nhỏ là ngoại ôm đứa đứa nhỏ đây này. Trời ơi, mưa gió thì chỗ nào mà còn trống không dột á cả nhà thì ngồi. Khi nào hết mưa thì nằm hả bà ha. Ngon. Rất là thương luôn. Nằm đó mấy bé đau lưng chịu sao nổi bà. Nằm thế thôi chứ sao nữa, mình khổ theo khổ sao Khổ theo khổ nữa. hả? Như ông với bà có mong ước là một cái điều gì trong cuộc sống không? Ước mơ là có cái chòi vậy, ước mơ nhiều có cái chòi hết. Ước mơ có cái chòi hả bà? Có cái chòi ở cái đây mà rách hết rồi này. Ước mơ có cái chòi để che nắng che mưa cả nhà. Ông với bà rất là xúc động khi mà nhắc tới những cái cực khổ trong cuộc sống và những cái điều bất hạnh mà con cháu mang lại cho ông với bà cả nhà. Ngoài bà ước mơ có cái nhà ra thì bà còn ước mơ điều gì nữa không bà? Ước mơ đó có giờ con cho cái gì, con ước mơ có cái chòi ở nè, ước mơ có xe đạp để đứa bé nó đi học á, bé lớn nó ưng xe đạp nó đi học, nó có xe đạp. Mình không ước có cái ăn một ngày ba bữa hả bà? Còn một ước mơ vậy chứ sao, nó không có đủ ăn, không có thôi ăn nhịn ăn vậy. Ước mơ có cho ăn vậy, một ngày ba bữa cũng được, hai bữa cũng được nha, cho ăn. Rất là thương luôn cả nhà mình. Người đồng bào ở trên đây thì họ thiếu thốn đủ điều. Khi mà nhắc tới ước mơ thì họ ước mơ rất là nhiều cả nhà. Khi nãy con hỏi ông với bà là có mền mùng hay không và son nồi để nấu ăn nấu uống hay không, thì khi nãy Tiến cũng chia sẻ là cái cuộc sống của ông với bà khi mà nấu ăn nấu uống cả nhà là ông với bà chỉ dùng một cái nồi đen thôi, chỉ có duy nhất một cái nồi thôi sử dụng để cho gia đình, cho các bé nấu ăn nấu uống. Trước đây á, trước tiên á, là con muốn gửi cho gia đình ông với bà là đồ gia dụng. Ở trong đây là có một cái mùng nè, để tối ông với bà có thể lấy cái mùng này để dừng lại cho bảo vệ cho các bé để khỏi muỗi đốt nha. Cái thứ hai á là cái mền. Đây con gửi tặng cho ông với bà luôn là cái mền. Tại vì cái mền bung dây cả nha, nên nó hơi bị xỏ ra. Và tiếp theo đây là ba cái chén này con gửi cho ông với bà. Đó, ba cái chén. Và một cái tô này để mình nấu ăn á, để mình nấu canh á, mình bỏ vào cái tô này gia đình ăn nha. Ba cái đũa nữa nè ông. Và ba cái muỗng nữa nè ông. Đó. Và con gửi cho ông với bà là một bộ nồi. Ở trong đây là có một cái nồi lớn, một cái nồi nhỏ. Thì con gửi cho ông. Nồi nè, nồi xịn nha. Cảm ơn. Ông với bà sử dụng cho gia đình để nấu ăn nấu uống rồi nha, đừng có nấu cháo heo đồ cho con vật ăn nha. Nồi đó là nồi nhỏ, còn con gửi nồi này nồi lớn nè để mình nấu cơm nấu canh nè, nấu canh bay đồ ăn ha. Rồi cái phần quà gia dụng đó là đã hết một phần rồi, thì tiếp theo con muốn gửi cho gia đình con với bà là một phần quà lương thực thực phẩm thiết yếu. Trong đây là con cũng gửi cho ông với bà là một thùng mì tôm nè đó, và một bịch cá khô nè. Một bịch muối, một bịch bột ngọt, một chai xì dầu. Nhiều quá không ha.
một chai mắm con gửi, hai hũ trâu rớt rồi nhiều quá cả nhà. Dạ, hai hũ trâu. Và ở trên đây á là ông với bà đi rừng đi núi và có hai bé nhỏ nữa, thì con cũng muốn gửi tặng cho ông với bà là hai chai dầu để ông với bà khi mà có con gì đốt á thì thoa, và các bé mà đau bụng thì mình có thể mình thoa nha. Dạ, con gửi cho ông với bà hai chai dầu nóng. Và cuối cùng trong phần quà lương thực thực phẩm thiết yếu này là anh Văn gửi cho em 10 kg gạo, một bao này là 5 kg nha cả nhà mình nha. Đó, thì phần quà lương thực thực phẩm thiết yếu và phần quà gia dụng là của tất cả các cô chú anh chị ở trong nhóm thiện nguyện Úc Châu, Melbourne, Sydney, Úc Châu đã gửi tặng cho gia đình nghèo khó sống trong vùng núi sâu xa như gia đình của ông với bà. Thì khi mà con gửi cái phần quà này á, ông với bà có cái cảm xúc gì và có đôi lời cảm ơn nào gửi tới cho tất cả các cô chú anh chị ở trong nhóm thiện nguyện không? Dạ, giờ tôi cũng xin cảm ơn các nhà từ thiện rồi có lòng hảo tâm rồi giúp đỡ cho gia đình tôi. Thì bên nhà từ thiện cũng đã thấy rất rõ như hoàn cảnh gia đình ông ngoại bà ngoại đã nuôi hai cháu, đã như trình bày khi nãy, thì tôi không có gì hơn, chỉ có cảm ơn bên nhà có lòng hảo tâm giúp đỡ. Dạ, rất là thương luôn cả nhà. Con tặng này ông bà vui không? Vui. Dạ, bữa nay là có lương thực thực phẩm thiết yếu mình ăn mình sử dụng rồi ha. Dạ, các cháu không còn bị đói nữa ha. Dạ, thì sẵn đây con cũng xin thay mặt cho ông với bà là con cảm ơn tất cả các quý bà cô chú anh chị ở trong nhóm thiện nguyện Úc Châu, Melbourne, Sydney, Úc Châu đã trao tặng những phần quà tình thương mà cô chú anh chị muốn gửi tặng cho ông bà. Rất là vui luôn cả nhà. Tiến gửi những phần quà này khi mà mình tới mình thấy người ta không có cái đồ gì mà ăn và sử dụng đó, đặc biệt là hai bé nhỏ này không có một cái bánh cục kẹo nào ăn luôn cả nhà. Ăn thì cơm trắng với lại xì dầu, mình thấy là rất là xót luôn. Như ông với bà thì thấy cháu mình vậy cũng xót đúng không, mà bây giờ biết làm sao, đâu có tiền đâu mà mua đồ ăn thức uống cả nhà. Nên ông với bà cứ sống vui vẻ và tích cực lên nha. Dạ, tới đâu thì hay tới đó thôi cả nhà. Hôm nay Tiến tặng cho gia đình những phần quà này thì gia đình cũng đỡ vào những ngày tiếp theo, cũng có cái ăn đầy đủ hơn vào những ngày trước đó cả nhà. Bây giờ cũng đã gần chiều rồi, thì con muốn thăm ông bà một xíu thôi. Con cũng ghé thăm những hoàn cảnh khó khăn khác ở trên cái vùng núi này nữa. Hôm sau con có dịp thì con sẽ ghé lại, con mua bánh trái để cho các bé ăn nha. Dạ, đặc biệt ở trên đây là ông với bà là phải giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, đừng có buồn nữa ha. Ông với bà có muốn nói gì nữa không? Không. Không hả? Thương lắm cả nhà. Thì bây giờ là con cũng xin phép ông với bà là con đi về ha. Dạ, bây giờ thì Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến kết thúc video tại đây. Cả nhà yêu mến Tiến thì hãy cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Đừng quên xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến, để Tiến có thêm kinh phí đi lên núi giúp đỡ các bà con nghèo trên vùng núi sâu xa nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye.